Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và một số tỉnh, thành phố miền Trung có nguy cơ bão đổ bộ vào, Thủ tướng Chính phủ đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương không được chủ quan, phải có phương án phòng chống bão tốt nhất. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng bộ đội, công an phải có phương án hỗ trợ nhân dân cả trước và sau bão, trong đó sử dụng các phương tiện cần thiết, kể cả xe tăng hoặc trực thăng để cứu dân khi cần thiết. Chiều ngày 26 tháng 10, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về sự cần thiết ban hành nghị quyết. Đại biểu Quốc hội đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đã có phương thức thực hiện đô thị thông minh, đó là việc người dân thông qua điện thoại di động có thể nhắn tin, email thông tin đến chính quyền các cấp xử lý các vấn đề hàng ngày. Hôm nay ngày 27 tháng 10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị họp mặt doanh nhân kiều bào với tên gọi Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, nâng tầm sản phẩm Việt. Dịp này ban tổ chức cũng sẽ thông tin thêm về chương trình hội nghị kiều bào, đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam, dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Chiều ngày 26 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban cứu trợ thành phố đã tiếp tục đón nhận hơn 3 tỷ 200 triệu đồng của các tổ chức cá nhân sở ngành ủng hộ miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tính đến ngày 26 tháng 10, tổng số tiền và hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung là gần 23 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 10, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kêu gọi các đơn vị vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm đến giáo dục, chung tay quyên góp các phương tiện, thiết bị đồ dùng học tập như là máy tính, máy chiếu, bàn ghế, sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12, vở viết, đồ chơi cho trẻ mầm non để hỗ trợ cho các trường học, giúp các giáo viên và học sinh vùng lũ sớm trở lại hoạt động dạy và học. Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ tiếp nhận các trang thiết bị đồ dùng dạy học, không tiếp nhận quần áo và nhu yếu phẩm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 9 đang là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa, có những đợt sóng cao đến 10 mét ở Biển Đông và không loại trừ khả năng là cơn bão mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay 27 tháng 10, vị trí tâm bão số 9 cách đảo sông Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 135 đến 150 km/h, giật cấp 15. Dự báo ngày mai 28 tháng 10, bão số 9 sẽ vào sát bờ với sức gió có thể giật lên đến cấp 17. Theo kế hoạch, ngày hôm nay 27 tháng 10, Liên Bộ Tài chính và Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Nếu không có tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước dự kiến sẽ điều chỉnh giảm nhẹ theo giá trung bình của thế giới trong 2 tháng qua. Tối ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phát An Gia là ông Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1985, quê Bình Phước, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hoàng Mạnh Cường là người lập ra các dự án ma ở quận 9 để lừa bán 91 nền đất cho 80 khách hàng, chiếm đoạt 100 tỷ đồng.